Ok, chào tất cả mọi người nhé. Đấy, sáng ra đi vào bản đen quá mọi người. Đấy, bây giờ này, xe đi đến cái cầu này, bây giờ là bị cái tấm ván này đấy. Kiểu cái tấm ván này là kế ở chỗ cái lỗ này đấy mọi người. Mình đi xe vào thì không không chỉnh giữa đấy, nên là nó bắn lên. Bây giờ nó chống cả cái xe lên đấy mọi người. Đấy, cái lốp đấy này, chống lên này. Chống lên cả tấm ván này, chống lên cái lốp xe đấy rồi. Đấy. Chống lên nó chống chống hẳn là dưới gầm xe này đấy. À, à, hiểu không? Chống hẳn nó cay cả cái lốp, cay cả cái tay phanh thế này, ở đóng kia cái tay phanh nó cũng cứng ngắc rồi, thế nó cay cả cái đây. Đấy, bên này đây cái tấm ván đấy mọi người, nó cay lên đây, nó cay lên đây. Lốp bảy lên đây, cả cái tấm ván này nó cay lên đây. Cay lên như thế. Giờ phải làm thế nào đây? Đấy. Nó cay, nó chống cả cái gầm xe lên, cái xe lên cao này đây luôn. Ngoài dưới này đây, nó cả cái mương nữa, cái này là cái cầu đấy. Bây giờ là một mình ở đây. Có hai anh em đi đây, bây giờ không biết làm thế nào đây. Giờ trong xe không có dao, không có búa gì. Mà ở đây giữa đây là đông không bóng quánh này mọi người. Ở bên này là có đấy, có một gia đình là đang làm cuộc làm đất bên này mọi người, để đi sang bên này xem có cái cuộc hay là cái giáo gì không, để nhờ hốt người ta người dân giúp đỡ trừa đấy. Nó không bóng quanh đây, không có ai đấy, đi vào bản đấy mọi người chẳng thật đấy, đen sáng ra không biết bước chân nào đi được ấy. Đấy, có nhà hộ gia đình đấy đang làm đất đấy mọi người, đang đi khai hoang làm đất đấy, cả một hộ gia đình đấy. Đấy, đang làm đất làm cỏ đấy mọi người. Bốn đi à, bốn đi à, đó là em đấy xin mang về à. Ok. E o meu carro tá assim, tem coisa, Eva? Vem ajudar lá, meu. Esse carro tá mal naquela ponte aí. Sim. Esse vai dar, né? Vai dar. Como é que é? Com a chata, com? Ou essa? Como tá me levar essa? Vamos. Vem ajudar aí, já? Mas ela có. Vợ chồng nhà anh này đang làm đất, làm cỏ đấy, mọi người. Khai hoang ở đấy. Nhờ anh đấy là. Xem có làm được không? Cho một mình, hai anh em mình đi. Cũng hai anh em mình là cũng làm mài không được, nó chổng lên là cái xé nó cứng ngắc thề luôn, nó bị gai phía trong mọi người. Đấy, cái lỗ nó vánh ra đây này rồi. Đấy, cái lỗ nó vánh ra hẳn ngoài đấy. Còn phải đưa ba gải nhá. Esse tá entrando assim. Ele ponte assim. Bora ver. Xe nó bị chống đẩy lên ngốc cáo này mọi người. Hả? Cô ta xin sẽ vai sẩy này. Máy đấy, máy nó chống này bây giờ đi. Thì hạ cho đã cho cô tay để sẵn để giúp mình. Ôi trời. Giờ chặt cái gầm xe mới hạ xuống mọi người. Bây giờ không biết hạ xuống có đi được không, vì mình thấy là cái ván nó chống lên cái ngay cái phanh này rồi. Đấy, bình thường anh em mình cứ đi vào bản là cứ đi thế này mà không không có ai cả mọi người. Máy đấy giờ, gia đình này đấy. Đấy, một hồi gia đình này, vợ này, con này. Assim tudo teu filho. Aí é. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse também. Aí é. Ở trong này có 5 người con mà mọi người. Esse é primeiro. Não. Tem mais. Tem um neto. Aí é. Đang con ở nhà đó mọi người. Đấy đi. Ê chà.
lóc cóc này cả đấy. Để đi sang làm bên này mọi người, như anh để làm chặt chặt bằng cái rìu. Đấy, người dân bản là đi làm nướng làm rẫy đều có cuộc có rìu có giáo mọi người. Đấy, nó bật cả cõng cả cái bá đá sốc của xe đấy. Máy là có gia đình anh này đấy, chỗ đấy không có ai luôn, không có ai ngoài là gia đình anh ấy làm, mình nhìn đấy không thấy ai luôn. Giữa đông không mong quạnh cái này, đôi núi máy là còn nắng ấy, mưa thì còn mưa thì chắc là không có ai là mọi người, mưa thì trời mưa thì chắc là người dân không có ai làm. Chọc cả cái xe lên cao này đấy, cái ván này kiểu bò đợt trước ghép vào không ấy mọi người. Cái ván này là mình cũng không đợt trước đi vào mình xe đã bị xuống cái bánh nó xuống dưới này một lần rồi, nó mình mang cái tấm ván nó vào đây mình để đấy, nhưng mà mình là không đóng đính đấy. Bây giờ đi là nó bắn lên là nó chống cả cái xe bãi cao lên thế này đấy. Đã đã phải bắt tiền là phải với tôi bắt tiền giá cần sao đúng không? Để thấy anh ấy làm thì mọi người không này bán anh ấy. Để xem vừa continue. Mệt mọi người. Ôi giời, đấy, xuống rồi mọi người. Rồi, máy quá. Đấy, cả tấm ván này đấy. Đợt trước là mình lắp đấy mọi người, lắp cái rãnh này đấy. Nằm đóng này rồi mà. Đấy, nằm đóng này thế này cả đấy mà. Nhưng mà đi mình kiểu thế nào đấy. Đấy, nằm đóng này đấy. Nằm đấy rồi mọi người. Đấy, nằm đóng này đấy, nhưng mà kiểu đấy này. Cái này đấy này, lúc đi đe cái này nó xuống, nó cắm xuống dưới kia. Đấy, và cái đầu kia là nó ngốc lên, nó cắm vào trong xe luôn. Đấy, máy quá. Đấy, cả cái que phanh này đứt luôn mọi người. Đứt trong này luôn đấy. Cái que phanh này đứt rồi. Phanh nó đứt rồi mọi người. Nó chọc ngay cho cái que phanh này đấy. Đứt cái que phanh này rồi. Cổng này rồi. Giờ không bị cột đi được không? Chắc phải mang thêm một tấm vào nữa mọi người để ghép đấy. Mùa này đi còn đỡ, mùa mưa thì nó ấy quá. Để mình xem lên xe đây. Xem nổ máy xem có được không. Mình cho xe qua cầu đó mọi người. Đấy, nó bắn vô cả cái bá lá sốc này cõng đấy mọi người. Cái này cõng lên đây luôn. Để cho xe qua cầu đó.
Đấy, may quá, may có gia đình vợ chồng nhà anh này đấy. Đấy câu đấy mọi người. Mùa mưa cũng rất sợ đi, cũng rất là nguy hiểm. Đấy. Cả cái lỗ tổ này đấy mọi người. Chắc là phải mang thêm tấm ván vào nữa. Như thế này đi cũng rất là nguy hiểm. Đấy, chưa. Tạm thời này để tí nữa con đi, con đi về mọi người, giờ mới đi vào bản. Yeah, muốn đi cả đuôi á? Xin xin xin. Đấy, máy có vợ chồng anh đấy, có anh đấy là có cái rìu này mọi người. Đấy là chặt được cái này. Nói chung người dân bản bên đây là cứ đi làm nó cũng phải có cái rìu này để đến chặt cây khai hoang, rồi cũng là cuộc là để khai hoang đất. Giờ tu đu đi còn vay là phải là lao vào đấy. Thế nên vào coi sẵn đấy. Thế là vào. Sa đang ăn cà pha. Muốn tụi kia ăn sao? Sega nấu nai xe mày á, Sega, nó đẻ vừa thôi, đẻ nên đang con ở nhà nữa đấy, các em này nhìn như những cái bùng to này này, thôi bây giờ cũng để đi vào bọn mọi người, thì cũng để cảm ơn gia đình này, đây cũng cho một ít tiền mọi người, đấy, vì là đã giúp mình rồi, để có một ít tiền về mua quần, mua áo rồi là mua cho bánh kẹo cho các em, chứ trong xe hôm nay là mình là không có bánh mọi người, vì đang chở cái máy cày đi đi vào bản đấy mọi người để cày. Về Vega xin đời đây đi nhẹ rồi á, cứ đi sao về Vega Jun đồ gì về Vega Jun đủ đấy, cho anh em một ít tiền mọi người là để về mua quần áo đây, đồ thức ăn trong nhà cũng đã giúp mình. Máy là có gia đình anh đấy mọi người, không là mình cũng không biết làm thế nào luôn. Giờ trong xe không có cái gì, rồi là dao mà cái trong xe cũng không có, vì là bỏ những vũ khí trong xe là không được mọi người, xe phạm pháp nên là không dám bỏ. Máy là có anh đấy là đi làm ở gần đấy, đấy chứ xung quanh đấy có ai đâu đấy. Không nhìn không có một bóng phía kia, còn mà thấy mấy người làm gì kia. Dạ cái gà sẽ á vòng com ra kì rô ba ba ra kìa sẽ á sà vòng com ra coi dày á đấy. Ê, máy là có anh này, dạ, muốn tụi đi gà đi mà. Xin, xin, xin. Dạ, chào nhá. Đó bố là con rô ba, bố là xa nhá. Dạ, vâng, con tin nuôi nhá. Xin, xin, xin. Dạ. Đấy, máy qua mọi người. Đấy, chứ ở đây là đông không, bóng quanh là không có ai. Đấy, các cháu hôm nay là chủ không có bánh đâu. Đấy, phía này, này thấy là chỉ có mấy người đang làm ở kia này. Đấy, không thấy đâu là phía bên này cũng không có ai, chỉ có mỗi là gia đình anh chị đấy là đi làm ở đây thôi. Làm ở đấy thôi mọi người. Chứ bây giờ đấy, máy là xe là xong rồi. Bây giờ đi vào bản mọi người, đi từ bên kia quả đôi bên kia sang bên này. Đấy mọi người, đấy, cái máy cày nó chồng ngược đấy đấy. Giờ lấy cái dây buộc lại, buộc lại cái máy cày để con chở vào. Đấy, mình sáng đi cũng là quên không là không buộc mọi người. Giờ lấy cái dây là buộc lại cái máy cày này. Con đi vào bản. Giữa trưa mùa hè nắng thế này đấy. Máy cũng máy đấy này. Trong cái đèn mà cũng có, trong cái rủi nhưng mà cũng có cái máy. Máy gọi là vợ chồng gia đình anh đấy là đang làm việc cuộc đất bên đấy. Có mang theo cuộc xẻng đó là những cái rìu đấy. Cái rìu để ấy mọi người, để làm việc đấy. Phải buộc cái này vào đấy. Đấy, máy là sáng ra con ăn cơm nhưng mà không ăn mà đi đường sọc rồi vào đây chứ. Cái này nó đúng là chết mệt luôn đấy, đến mệt luôn đấy. Giờ buộc cái máy nó vào đây để con đi mọi người. Ra cũng sơ suất mệt, quên mất là không buộc cái máy này. Đấy, chiều về là phải sửa xe cái té phanh ở dưới, mấy cái cân phanh của xe đấy nó đã bị cõng dưới rồi, giờ không
mình cũng chưa thử phanh xe xem có ăn không. Thôi cứ chạy rộn ông bản này chiều về mọi người. Giờ mà về sửa làm sao sửa được, đi ra vào đây vào đến nửa đường rồi mọi người. Nó nửa đường bản đấy thôi. Đôi núi hoang vu thế này đấy. Đi đấy thì có mình và em quay phim này mọi người. Hai anh em nó xuống là cũng là thử làm đây. Làm mấy lần không được. Chỉ có cách là chặt cái tấm kia ra cho nó sập xuống thì xe mới đi như thế. Không có cách nào. Máy để nè. Có gia đình anh đấy là ở đấy là giúp đỡ mọi người. Có đồ đấy. Đấy, các em nhỏ đang ngồi chơi bên kia. Bố mẹ làm em nhỏ đi theo. Giờ ở nhà cũng không có việc gì làm mọi người. Đấy, xem tìm xem có cái giấy nào nữa không. Bỏ vào thêm cho nó chắc chắn. Đấy, không có giấy gì nữa cả mọi người. À, trong này trong xe còn mỗi cái trái nước ngọt này đấy. Để cho mấy em nhỏ này. Đấy đang ngồi đâu kia mọi người. Thấy rồi, hôm nay trong xe không còn gì mọi người. Về. Có DVD lại nhá. Acabo, sao tay ngủ nhá. Đấy, con mỗi một trái mọi người. Để xuống rửa cái tay, con đi. Mày. Ghé cái suối này mấy con có rắn hay cá sấu gì không. Đấy cái câu này rồng mọi người, nhưng mà mình đi ngay vào đèn là đi ngay vào chỗ này, đi bên này sợ là sập câu. Nhưng mà đấy là đèn mọi người, cũng là gió đèn. Đấy, sáng ngày không biết bước chân nào ra khỏi nhà, trước chân phải chân trái cũng không nhớ. Bây giờ mấy đèn sụp vào chỗ này đấy. Bây giờ để anh em mình tiếp tục đi vào bản mọi người. Đấy, mấy cây thì cũng buộc tám tám như này đây mọi người. Buộc tám này thôi. Đấy, chạy rộn cố gắng vào bản. Vào sáu thì tối về mới sửa xe. Chiều về ngày mai. Cái xe mình thấy là cái phanh này không đi được nữa rồi. Bây giờ để tiếp tục vào bản mọi người nhé. Thì cũng luôn thêm xuống đấy đấy. Cũng... vì sập xe cũng rất khó khăn, đi lại đấy, quay cho tất cả mọi người xem luôn đấy, là những cái đường cung đường đi vào bản anh em mình là phải đi qua bao nhiêu ngọn đồi, bao nhiêu cái cầu này là nó còn to một tí, còn có nhiều cái cầu nó còn bé hơn rồi mọi người, nó bé lắm, nó đi nó xuống cái này đây này. Cái cầu là ngày xưa ở đây là có cái trang trại của người Bồ Đào Nha đấy, người ta là, chỗ này là người ta làm những cái cầu, những cái cây này rất là ok luôn. Đấy, cái trang trại ngày xưa người ta làm ở đây. Chỗ cái leo để đi, chạy sang bên kia đấy. Người ta làm ở đấy. Còn bây giờ người ta không làm nữa. Nên là mày có những cái câu này đấy, những cái cây tổ này đấy, làm này đấy. Đấy, đi là phải mới đấy. Đi từ mấy ngọn đồi bên kia. Đi xuống đây rồi bây giờ đi sang bên này đây mọi người. Rồi mới bắt đầu đi được vào bản đấy. Thôi bây giờ mình cũng xin phép đi vào bản mọi người. Đấy, video này cũng xin kết thúc tại đây. Mọi người hãy nhớ cho mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Hùng Kaka Vlog Cuộc Sống của Châu Phi để mình có động lực giúp đỡ những người dân nghèo ở miền núi Châu Phi các bạn nhá. Yeah. Đi cho ơi. Đây, cái bá đã sống này. Bị rồi. Đấy, vô lăng cũng bị lệch luôn rồi mọi người. Thế này là nó thẳng, bây giờ nó lạnh luôn này. Đấy, nóng quá. Nóng quá đến mức điều hòa bất kỳ gọi đến nước to nhất thế này vẫn chưa mát mọi người. Bây giờ mùa hè nóng lắm. Đấy, thôi bây giờ anh em sẽ đi vào bản mọi người. Đấy, bây giờ tiếp tục cũng đường đi vào bản đấy. Đấy. Máy nó không bị thủng lốp hay là bị gì. Đấy, xe vẫn chạy được mọi người. Máy đấy. Đấy, giờ còn đi mãi sang đến bên kia đấy.
Giờ đã đi vào đến đây là cũng trưa rồi. Giờ đi vào bản ấy, nhìn đất đai rồng mấy móng đơn có ai ở đâu mấy